Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề thuế luôn là một vấn đề được quan tâm ở mọi thời điểm trong những ngày gần đây khi mà Bộ Tài chính đã đưa ra dự thảo luật thuế tài sản quy định rằng nhà có giá trị trên 700 triệu đồng sẽ phải nộp thuế, đã khiến cho dư luận có rất nhiều những ý kiến trái chiều khác nhau. Và để phân tích rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình Bàn tròn pháp luật của Pháp luật Plus xin được giới thiệu hai chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay. Đầu tiên xin được giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Trung Tập, là người giảng dạy nhiều năm về luật dân sự và từng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng nhiều dự thảo luật. Vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu luật sư Nguyễn Trinh Đức, đến từ công ty luật trách nhiệm hữu hạn IPIC, hiện là luật sư tư vấn cao cấp trong lĩnh vực đầu tư và thương mại. Lần đầu tiên thì xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi Phó giáo sư tiến sĩ Phùng Trung Tập, thưa ông, là hiện nay có nhiều ý kiến phản đối vấn đề này và họ cho rằng là quy định này thì thực sự là không phù hợp và không rõ ràng. Vậy thì quan điểm riêng của ông về vấn đề này như thế nào? Vừa qua Bộ Tài chính đã đưa ra dự thảo luật tài sản đánh thuế đối với nhà ở trên 700 triệu và ô tô trên 1,5 tỷ đồng. Và với mức thuế suất là 0,3 đến 0,4%. Thế thì dư luận rất là nhiều về vấn đề này. Thì quan điểm của tôi đấy, hiện nay ở Việt Nam mình, nhà ở có giá trị trên 700 triệu là rất nhiều. Và một người công dân có ngôi nhà ở này, họ phải lao động trong các ngành nghề khác nhau và tiết kiệm từng tháng, thậm chí còn vay thêm vốn ngân hàng, vay của cá nhân, vay của các tổ chức tiết kiệm tín dụng để có tài sản để xây được ngôi nhà. Và theo điều 22 của Hiến pháp khoản 1 quy định, mọi công dân đều có quyền có nơi ở. Như vậy gì? Ở đây nhà ở trước hết là tư liệu dùng vào việc ở. Và bản thân nó, người ta dùng việc ở, có thể ở có kỳ hạn và có thể ở suốt đời. Và bản thân nhà ở không phát sinh lợi nhuận. Và chúng ta phải tính đến chuyện khấu hao tài sản về nhà ở qua thời gian sử dụng. Về tài sản không sinh lợi và còn khấu hao ở theo năm tháng mà đóng thuế như thế là rất cao. Và ở đây gì? Mức trung bình nhà ở Việt Nam hiện nay có từ trên 700 triệu đến trên 1 tỷ là rất nhiều. Như vậy đưa ra đóng thuế về tài sản là nhà ở là đa số vào đánh vào tầng lớp bình dân và số hộ nghèo. Như vậy thì nó không thỏa đáng. Thế là phải nếu mà tính theo thu nhập bình quân thì họ sẽ phải tiết kiệm rất là lâu hoặc là vay mượn ở đâu đó và đúng, tìm cách để có thể mua được một căn nhà 700 triệu trở lên. Vâng. Và ông cũng vừa nhắc đến là việc là có quy định ở trong hiến pháp về tinh thần là người dân có quyền có nhà ở. Thế tuy nhiên thì liệu rằng cái quy định này nó có đi trái lại với cái quy định tại hiến pháp như là ông vừa đề cập hay không? Ở đây hiến pháp là một tư tưởng chỉ đạo. Khoản 1 điều 2 hiến pháp quy định gì? Mọi công dân đều có quyền có nơi ở. Và họ cố gắng để có nơi ở. Và ngạn ngữ đang có câu gì? Đúng không? Nơi ở là quan trọng nhất. Và tậu trâu lấy vợ làm nhà là khó khăn nhất. Như vậy họ cố gắng cả đời, có khi cả đời cũng không làm được nhà. Bây giờ họ làm được cái nhà bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí cả máu của họ để có ngôi nhà đó. Và chúng ta phải tính đến cái chuyện một ngôi nhà có thể trên 700 triệu, thậm chí gấp nhiều lần 700 triệu, nhưng phải tính đến có thể có rất nhiều thế hệ cư trú trong ngôi nhà đó. Theo cái dạng tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường, tứ đại đồng cư. Vậy thì ai sẽ là người đóng thuế? Như vậy thì ở đây đóng thuế giá trị ngôi nhà là chưa đủ. Phải tính đến diện tích ở của từng cá nhân. Mà chúng ta đã kế hoạch ở thành phố nói chung phải đạt từ tiêu chuẩn 25m² đến 30m² một đầu người. Nhưng đó chỉ là kế hoạch. Còn hiện nay chúng ta chưa có một số liệu thống kê cụ thể để xác định rằng Việt Nam có bao nhiêu ngôi nhà. Và phân loại nhà thì có các ngôi nhà ở dạng kiên cố, bán kiên cố. Và nhà ở nói chung là vật kiến trúc thì có thể sử dụng, đúng không? Theo tiêu chuẩn của xây dựng và của bộ xây dựng. Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta phải tính đến, chứ không được đổ đồng được. Và ngôi nhà đó còn để phụ thuộc vào vị trí, cái không gian của ngôi nhà đó. Liên quan đến vị trí của gia đình sống và liên quan đến cái giá trị xã hội ngôi nhà đó. Đấy. Do vậy chúng ta phải phân loại. Và ý kiến của luật sư Nguyễn Trinh Đức về vấn đề này thì theo dưới góc độ của ông thì ông đánh giá như thế nào về cái dự thảo này? Thì bản thân cái dự thảo này thì về mặt thì dư luận xã hội thì thời gian vừa qua là cũng là một cái vấn đề mà đã được rất nhiều báo chí cũng là nhiều nhà chuyên môn phân tích rồi. Tuy nhiên để cho tôi có sự đánh giá một cách chính xác thì tôi sẽ đánh giá hệ thống của nó trên cơ sở 4 cái căn cứ.
bốn căn cứ ở đây có nghĩa là gì? Nó là cái vai trò của luật thuế. Mà khi nói đến vai trò luật thuế thì người ta thông thường người ta nói đến bốn cái vai trò của họ. Thứ nhất là huy động nguồn lực, huy động nguồn lực của xã hội để phục vụ mục đích quản lý nhà nước đấy. Thứ hai nữa là điều tiết kinh tế vĩ mô, có nghĩa là cái đối tượng ở đây là dùng luật thuế để điều tiết. Cái thứ ba nữa là đảm bảo chính sách quản lý xã hội, đảm bảo chính sách quản lý xã hội. Và bốn nữa là mục đích là nhà nước thông qua chính sách thuế để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì bây giờ là xét về cái vấn đề thứ nhất, đấy là huy động nguồn lực xã hội, thì chúng ta phải trả lời được hai câu hỏi là tại sao chúng ta phải huy động, huy động để làm gì? Đây là cái câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là cái việc huy động ở đây có nên đánh thuế vào tài sản hay không? Tôi nghĩ hai cái câu hỏi này là câu hỏi thứ nhất tôi chưa thấy trong cái dự thảo đã nói về cái luận cứ khoa học của nó, tại sao chúng ta bây giờ phải huy động cái luật thuế này. Một số lông thông tin thì bảo là do cái quá trình của chúng ta là gì, là cái thuế xuất về xuất nhập khẩu giảm xuống do quá trình hội nhập, rồi là mất các cái nguồn thu khác. Thế thì nếu mà nói như vậy có nghĩa là rằng là gì, là lý do là do chúng ta hội nhập chúng ta mất nguồn thu, thì tôi nghĩ là cái này nó lại đi ngược lại với cái mục đích hội nhập của chúng ta. Đúng không? Chúng ta hội nhập để tăng nguồn thu, bây giờ chúng ta bảo là hội nhập giảm thuế giảm nguồn thu, cái này là cái luận cứ này là phải làm lại. Còn nói như vậy không khác gì là Bộ Tài chính bảo là đổ lỗi cho Bộ Công Thương là do các ông hội nhập cho nên tôi phải thu thêm thuế người dân. Về cái căn cứ khoa học, thứ hai là sử dụng với mục đích gì. Đấy, có nghĩa là gì? Là nhà nước hiện nay đã có một nguồn thu ổn định hàng năm rồi, bây giờ tăng cái nguồn thu lên thì phải có mục đích sử dụng rõ ràng, chứ không thể nào là anh muốn thu thì thu được, anh phải giải trình được là tôi huy động này để làm cái gì, và người dân họ thấy rằng cái việc đấy xứng đáng, họ chấp nhận, họ đồng tình để việc tăng thu thuế. Đấy là cái hai cái luận cứ đấy cần phải làm rõ. Đấy, cái thứ ba nữa, khi mà hai cái vấn đề làm rõ rồi thì chúng ta phải xác định đến là có nên là huy động cái phần thuế ở cái khâu là tài sản, là bất động sản và xe không. Quan điểm của tôi thì không, chúng ta có thể huy động ở chỗ khác nhưng phải không thể huy động ở chỗ này, vì hai lý do. Thứ nhất là gì, đối với tài sản chiếc xe của Việt Nam mình thì mọi người đều biết rồi, đã gánh rất nhiều loại thuế rồi, đúng không? Là từ nào là xuất nhập khẩu, nào là tiêu thụ đặc biệt, rồi là trước bạ đủ loại rồi. Và người ta còn có câu khẳng định là giá xe Việt Nam cao không thua kém gì là ở những cái khu vực gọi là có nền tài chính lớn nhất như là Qatar hay UAE hay Ả Rập Xê Út đấy, có nghĩa là người ta so sánh với những cái nước siêu giàu đối với giá xe Việt Nam. Thế thì liệu bây giờ lại bắt một con xe lại cộng thêm một cái thuế nữa, là tôi nghĩ huy động ở chỗ này là nó không hợp lý, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bất động sản. Đấy, có nhiều người bảo là bất động sản trên thế giới thì người ta cũng đánh vào cái phần thuế liên quan đến là sở hữu bất động sản. Nhưng cái bất động sản Việt Nam mình thì có đặc điểm như quyền sử dụng đất là thuộc sở hữu nhà nước chứ không phải sở hữu tư nhân, cho nên nếu mà đánh thuế về sở hữu là cũng không đúng về mặt lý luận. Về mặt thực tiễn thì gì, là bất động sản Việt Nam đã gánh rất nhiều loại thuế, mà tôi nghĩ rằng nếu có sự so sánh một cách rõ ràng giữa những nước phát triển ấy, thì thậm chí bất động sản Việt Nam gánh nhiều thuế hơn. Nhiều thuế hơn, nó thể hiện như thế này. Thứ nhất, một cái bất động sản của chúng ta là phải chịu những cái loại thuế gì, một người mua nhà, đúng không? Thì ta phải phân tích nhỉ. Cái đầu tiên là thuế VAT, là người ta khi mua nhà là phải chịu rồi, đúng không? Thuế tài nguyên, thuế tài nguyên là gì? Khi xây ngôi nhà xây lên là có cát, có đá, có sỏi, tất cả những cái đấy đều đóng thuế tài nguyên. Thuế môi trường, thuế môi trường là gì? Là sản xuất thép, tất cả những cái là phải đóng thuế môi trường, đúng không? Rồi là cái tiền thuế mà tiền ngân sách nhà nước đóng thu lớn nhất, đấy là gì? Đấy là tiền quyền sử dụng đất. Đấy, tiền quyền sử dụng đất thì giống như trong Hiệp hội về Bất động sản của Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, họ phân tích là gì? Trên giá thành của một ngôi nhà chung cư của Việt Nam thì tiền sử dụng đất mà người mua nhà phải chi trả nó tương ứng 10-15% đối với nhà chung cư, đối với bất động sản liên kề mặt phố là 30% và đối với biệt thự là 50%. Có nghĩa là gì? Người tiêu dùng họ đã phải bỏ ra đến từng đấy phần trăm trong cái giá trị người ta sử dụng, đúng không? Thế thì là ngân sách nhà nước họ thu được bao nhiêu trong cái tiền này? Thì theo như phân tích của Hiệp hội Bất động sản là 70%. Nếu tính trên giá bất động sản thì về đóng ngân sách thì tôi nghĩ rằng là đối với người dân Việt Nam đã đóng cao hơn bất kỳ một kỳ người dân nào trên thế giới. Đối với về bất động sản, chúng ta phải phân tích lên như vậy, đúng không? Có nghĩa là cái nguồn thu có thể là mình thiếu, mình phải chọn cái nguồn thu khác, chứ không thể nào mình lại tập trung vào nguồn thu này. Đúng thế. Mà trong khi đó mình phân tích với bất động sản ở Việt Nam mình, đấy là cái số liệu này là đều trên cơ sở cái số liệu nghiên cứu của tất cả các cái tổ chức về và của cơ quan nhà nước mình công bố. Đây là gì? Là so với mức thu nhập thì bất động sản ở Việt Nam bình quân của người dân của mình sở hữu ấy là người ta phải chịu gấp 25 lần thu nhập, 25 lần thu nhập, trong khi đó ở Malaysia gì là chỉ gấp 10 lần thôi.
Malaysia là một cái nền kinh tế nó cũng lớn hơn mình, dân số ít hơn, thu nhập cao hơn nhưng có chỉ 10 lần. Đấy, Philippines thì cũng chỉ khoảng là 18 lần. Và Singapore là một cái quốc gia, một quốc đảo rất là bé, nó chỉ so sánh với là thành phố Đà Nẵng của Việt Nam mình thôi. Nhưng thu nhập đối với người dân so với sử dụng bất động sản nó cũng chỉ 20 lần, mà Việt Nam mình đến 25 lần. Nói như vậy có nghĩa là gì? Là người dân đã phải thật sự nỗ lực, cố gắng như Phó giáo sư đã trình bày, là gì? Là đã rất cố gắng dành dụng để mua được bất động sản. Thế thì luật sư Đức có đưa ra một cái ví dụ về Việt Nam đánh thuế ở cái xe ô tô nó được mọi người đánh giá là có thể cao so với các nước mà có thu nhập rất là cao như là Qatar hay là một số nước khác. Vậy thì nhân đó thì tôi cũng rất muốn hỏi là trong cái nghiên cứu của mình thì ông có nghiên cứu về những cái luật thuế tài sản ở các nước khác áp dụng như thế nào đối với tài sản của nước họ để chúng ta có một cái nhìn nhận rộng hơn. Có nghĩa là như này, liên quan đến cái thuế tài sản thì trên thế giới thì phần chính là cái vấn đề này là nếu về mặt khoa học thì thế giới họ đã nghiên cứu từ rất là lâu rồi, đúng không? Và Việt Nam mình thì cũng là được đi sau để học hỏi thôi. Đấy, còn về cái vấn đề khác nhau ở đây là gì? Là cái thuế tài sản của Việt Nam mình theo như cái công bố của cái dự thảo này thì như tôi đã phân tích ở trên về cái luận cứ khoa học là nó không đảm bảo được. Tuy nhiên một số cái ví dụ để tôi có thể chứng minh được cái việc đấy là gì? Đấy là tôi sẽ lấy ra hai cái hệ thống luật thuế mà có thể là gọi là tiến bộ nhất. Đấy là hệ thống pháp luật thuế về thuế của Anh. Thuế của Anh thì là người ta tính là gì? Là thì tài sản để đánh thuế là họ cũng đánh từ tài sản thứ nhất. Nhưng tài sản thứ nhất của họ, họ phải xác định là gì? Cái giá trị trên của nó là 125.000 bảng Anh thì họ mới đánh thuế. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thuế suất của họ là cũng từ 0-2% đối với tài sản thứ nhất. Đấy, và đối với tài sản thứ hai thì họ mới đánh cái mức thuế là từ 2-4%. Có nghĩa ở đây là họ liên quan đến luật thuế này là họ đã lên rất là khoa học về chỗ đấy. Mục tiêu của họ là gì? Là chủ yếu đánh vào cái thuế đối với tài sản thứ hai. Đấy là cái thứ nhất. Và họ chỉ đánh thuế đối với những tài sản có giá trị lớn, chỉ giá trị mà dưới 125.000 bảng thì họ không đánh thuế, đúng không? Còn nếu như Việt Nam mình mà 700 triệu mà đánh thuế thì rõ ràng là gì? Là phải ba ngôi nhà của Việt Nam mình cũng, đối với anh thì cũng chưa phải đóng thuế, nhưng mà Việt Nam mình với thu nhập của người dân mà mình đã 7-5 triệu đã bắt đầu là mình đóng thuế rồi, là rõ ràng là về cái việc đấy là nó không phù hợp với người dân Việt Nam, đúng không? Còn về luật Mỹ cũng thế, luật Mỹ cũng tương tự như vậy. Có nghĩa luật Mỹ là đối với cái tài sản thứ nhất của họ cũng thế, là họ đánh thuế cũng rất là thấp, và họ chú tâm vào tài sản thứ hai, bởi vì cái quan điểm của họ là bản chất tài sản thứ hai là gì? Là tài sản kinh doanh chứ không phải là tài sản để sử dụng. Đấy, thì gì là họ đánh cái phần thuế đó để là gì? Họ điều kiện cái thị trường để đánh cái đầu cơ. Còn so sánh cụ thể hơn thì như này, ở Anh và Mỹ họ không có cái nguồn thu liên quan đến là tiền sử dụng đất, bởi vì tiền sử dụng đất của họ là của cá nhân, đúng không? Họ không có cái đấy. Còn như Việt Nam mình là gì? Đối với nhà hàng như biệt thự là đã thu đến 50% giá trị của biệt thự là tiền sử dụng đất vào ngân sách rồi, mà thế bây giờ mình lại đánh thuế nữa. Đấy, rồi là còn nhiều cái loại thuế nữa. Thế thì rõ ràng là gì? Là cái việc dự thảo như vậy là chưa tốt. Chưa tốt, và chúng ta phân tích cũng thế, là khi mình đưa thông tin của dự thảo ra chúng ta cũng chưa phân tích một cách là cụ thể là gì, là đối với một bất động sản Việt Nam thì người mua, người tiêu dùng, người sử dụng họ phải đóng bao nhiêu loại thuế. Mà chúng ta chỉ nói về một cái loại thuế đơn giản nhất, thuế sở hữu tài sản, như vậy là không công bằng. Bởi vì người tiêu dùng Việt Nam ngoài cái thuế về sử dụng, về sở hữu tài sản thì người ta còn phải đóng nhiều loại thuế mà các nước khác không phải đóng. Còn nếu bây giờ chỉ lấy đơn lẻ ra là thuế tài sản để so sánh thì rõ ràng là nó không đúng, và như vậy sẽ dễ dẫn đến cái trường hợp là thuế chồng thuế. Tôi được biết là luật sư Nguyễn Trinh Đức cũng là luật sư tư vấn cao cấp trong những cái lĩnh vực về đầu tư và thương mại. Bởi lẽ đó có lẽ là luật sư sẽ tiếp xúc với rất nhiều những doanh nghiệp trên thực tế. Vậy thì ở mặt thực tế, những doanh nghiệp sẽ gặp phải những cái rào cản nào hay những vướng mắc như thế nào trong cái vấn đề này theo ông? Nếu mà nói về mức độ về doanh nghiệp thì là ta phải đánh giá là cái khó khăn nhất của họ đối với họ là thị trường thôi, đúng không? Có nghĩa là thị trường, dù chẳng hạn như là tự nhiên giá bất động sản là sụt lên 2-3 tỷ giống như 1 tỷ như hiện nay, nhưng nhiều người mua thì họ vẫn hoạt động kinh doanh bình thường. Cho nên khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp nó chỉ là thị trường. Mà cái thị trường ở đây thì như tôi đã phân tích từ ban đầu rồi, mục tiêu là thuế là điều tiết thị trường. Thế thì điều tiết ở đây là chúng ta là điều tiết vào cái khung của mình là ở đây là 700 triệu trở lên. Tôi nghĩ rằng như giáo sư đã nói đấy, thì 700 triệu đối với bất động sản
hiện nay đối với những cái thị trường bất động sản, ví dụ như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì rõ ràng chúng ta không kiếm được một cái bất động sản nó 700 triệu để bán trên thị trường nữa, đúng không? Nó phải gấp 2 lên, đấy là tỷ tư là thu nhận thấp nhất rồi, đúng không? Tỷ tư là thấp nhất thôi. Thế là như vậy chúng ta đang đánh thuế vào một cái thị trường mà chúng ta đang khuyến khích phát triển. Có nghĩa là cái thị trường này là gì? Là nhu cầu thực và người mua thực. Đúng ạ. Thế thì rõ ràng khi chúng ta đánh thuế vào cái thị trường này thì như chúng tôi nói ban đầu là gì? Người dân Việt Nam với cái mức thu nhập của người dân Việt Nam với cái giá trị bất động sản đã gấp 25 lần. Có nghĩa là người dân mình đã cố gắng để mua rồi, đúng không? Một cái sự cố gắng đấy nó đã rất là cố rồi, bây giờ này cho nó thêm một cái sức nặng nữa là mày phải gánh thêm, dù có không phải 4% một năm thì nó cũng là quá sức đối với cái người cái người đã gánh nặng như vậy rồi. Đúng rồi. Đấy, chính vì thế chắc chắn rằng là gì, đối với cái thị trường này nó sẽ bị ảnh hưởng. Và thị trường này nó bị ảnh hưởng thì cái ảnh hưởng đầu tiên đấy là cái mục đích điều tiết thị trường của nhà nước sẽ không đạt được. Đấy là chúng ta nói. Và bản chất doanh nghiệp là gì? Họ rất sợ rơi vào trường hợp là gì? Họ phải làm cái phân khúc cao hơn. Mà làm phân khúc cao hơn thì gì là nói để trái ngược với thị trường. Có nghĩa là nhu cầu không có thì nó dẫn tới nguy cơ có thể là sốt về bất động sản liên quan đến phân khúc cao hơn. Đúng không? Bởi vì cái phân khúc này nó bị ảnh hưởng thì đương nhiên người ta sẽ xây dựng cái phân khúc khác. Thế thì như vậy rõ ràng là gì? Nếu mình điều tiết như này thì nguy cơ về vấn đề phát triển thị trường bất động sản không được như mong muốn của chính phủ. Đấy là cái hậu quả. Và doanh nghiệp là người phải gánh chịu, hoặc là đầu tiên đấy là gì, họ không bán được hàng, hoặc là họ sản xuất ra thì hàng là bị sụt bằng bảo, có nghĩa là nó tập trung vào cái giới đầu cơ hơn là người sử dụng. Đối với những cái vướng mắc như vậy thì tôi lại rất muốn được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Phùng Trung Tập ạ. Với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy về luật dân sự ạ, và cũng là người mà từng tham gia đóng góp rất là nhiều ý kiến cho những cái dự thảo luật, thì theo ông dự thảo luật thuế cần phải bổ sung và thay đổi những điều gì để có thể phù hợp với thực tiễn hơn? Tôi nói về cơ sở trước. Muốn ban hành một đạo luật đấy hay một luật thì trước hết chúng ta phải có một cái thông số về điều tra xã hội học, đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở hiện nay ở Việt Nam. Chứ ta phải khảo sát để có một số liệu chính thức trên phạm vi toàn quốc là hiện nay dân Việt Nam mình có bao nhiêu triệu nhà ở, tính bình quân đầu người bao nhiêu mét vuông, và nhà đó tập trung khu vực nào nhiều nhất, phân biệt giữa nhà ở và nhà thương mại, và đây tập trung vào nhà ở, đúng không? Chứ vì gì phải viết phân loại tài sản là nhà ở là công trình xây dựng hay là vật kiến trúc. Đó. Các loại nhà, đúng không? Nhà kiên cố, nhà bán kiên cố hay nhà cấp 4 để phân biệt. Từ đó có một số liệu thống kê một cách chính thức và chính xác, khi đó mới đưa ra một giải pháp để gì? Để xử lý cái nhà, để xử lý vấn đề gì, thuế như nào. Như vậy thì khi ban hành luật chúng ta phải căn cứ vào những cơ sở biện chứng và thực tế. Còn gì? Quan điểm tôi đấy là luật dựa là thuật thuế tài sản vừa rồi đấy là chúng ta quá vội vàng. Mục đích chúng ta là thu thật nhiều ngân sách cho nhà nước đó. Nhưng lại quên rằng đó, chúng ta đang chỉ đánh vào cái thành phần trung bình, thành phần nghèo trong xã hội là phổ biến. Bởi vì mức tài sản cố định là nhà ở là gì? Trên 700 triệu. Cái hai gì? Tôi nghĩ rằng khi ban hành luật ấy là phải được lòng dân và phải dung hòa sức dân. Chứ ban hành kiểu này đấy thì này, nó liên quan như là móc gốc để phủ ngọn, như vậy không có lòng dân. Vâng, với những phân tích đánh giá vừa rồi của hai chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay thì hy vọng rằng quý vị các bạn đã có thêm những thông tin bổ ích xoay quanh những vấn đề về thuế tài sản trong thời gian này. Và chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.